ông Tập Cận Bình ra chỉ đạo mới cho quân đội Trung Quốc. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thế giới được phát sóng trên kênh YouTube của báo điện tử Vietnamnet. Thưa quý vị, hãng tin PTI ngày 9 tháng 11 cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình thừa nhận an ninh quốc gia của Trung Quốc đang đối mặt với bất ổn ngày càng gia tăng, các nhiệm vụ quân sự của Trung Quốc vẫn còn nhiều gian truân. Với vai trò là người đứng đầu Quân ủy Trung ương, Tổng tư lệnh cấp cao của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, hôm 8 tháng 11, Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trực tiếp thị sát Trung tâm Chỉ huy Hoạt động Chung của Quân ủy Trung ương. Phát biểu trước các binh sĩ, ông Tập cho biết, ông muốn các lực lượng vũ trang nghiên cứu, phổ biến và thực hiện những nguyên tắc hướng dẫn của Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời thực hiện nhiều hành động cụ thể để hiện đại hóa hơn nữa quốc phòng và quân đội. Cũng trong bài phát biểu trước quân đội tại đây, Chủ tịch Tập Cận Bình lưu ý, thế giới đang trải qua những thay đổi sâu sắc chưa từng thấy trong một thế kỷ và nhấn mạnh rằng an ninh Trung Quốc đang phải đối mặt với sự bất ổn gia tăng. Ông kêu gọi toàn dân dốc toàn lực thực hiện mọi hoạt động sẵn sàng chiến đấu, nâng cao khả năng chiến đấu và chiến thắng, hoàn thành các nhiệm vụ hiệu quả, theo hãng tin Tân Hoa Xã. Ngoài ra, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng chỉ đạo quân đội kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và lợi ích phát triển, đồng thời hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.